nước năng lượng number one danh mới, cuốn trao sảng khoái, bật tung năng lượng. Giải thể thao giải trí thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tranh cúp Number One X-Game 2013 là giải đấu chuyên nghiệp dành cho vận động viên các môn thể thao giải trí roller sport, hip hop, beatbox và parkour. Hơn 250 vận động viên trong nước và quốc tế cùng quy tụ về thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2013 để tranh tài ở 16 nội dung thi đấu. Vận động viên đoạt giải được nhận huy chương do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cấp. Trong phóng sự đồng hành hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của một số ngôi sao nổi lên ở giải đấu năm nay. Đầu tiên chúng ta cùng đến với những khoảnh khắc vinh quang của thí sinh Nguyễn Viết Hải ở bộ môn parkour. Hải là niềm tự hào đội tuyển parkour Việt Nam khi anh luôn có thành tích thi đấu tốt từ vòng bảng đến chung kết. Trước khi tham gia giải đấu, Hải bị chấn thương khá nặng, nhưng với quyết tâm cao độ cùng nền tảng thể lực tốt, chàng trai sinh năm 1993 này đã vượt qua hàng chục vận động viên khác để giành chức vô địch. Những hình ảnh tiếp theo là khoảnh khắc đáng nhớ ở nội dung Classic Slalom của Roller Sport. Đây là màn biểu diễn đẹp mắt của Zhao Ziran, vận động viên 7 tuổi đến từ Trung Quốc. Tham dự giải năm nay, với tư cách là vận động viên xuất sắc, nhưng Ran không hề chủ quan và luôn chăm chút cho từng bài thi. Chính vì thế, những phần biểu diễn của em luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Với tinh thần thi đấu đó, chức vô địch ở nội dung Classic Slalom không nằm ngoài dự đoán. Tiếp theo là những hình ảnh đáng nhớ tại trận chung kết của nội dung parkour đồng đội giữa hai nhóm Phi Running đến từ Hà Nội và Gia Đình Bóng Bóng đến từ Hải Phòng. Kết thúc trận đấu, đại diện duy nhất của Hải Phòng đã xuất sắc giành chức vô địch. Gia Đình Bóng Bóng là nhóm parkour rất mạnh gồm 5 thành viên Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Hoàng Đức, Khoa Anh Hoàng, Nguyễn Công Giáo và Ngô Ngọc Tùng. Với sự thể hiện xuất sắc của từng cá nhân, cũng như những pha phối hợp đẹp mắt, Gia Đình Bóng Bóng hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch parkour đồng đội. Những hình ảnh tiếp theo là hành trình đi đến danh hiệu vô địch ở môn beatbox của Nguyễn Phong Hải, một thí sinh xuất sắc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Để đạt được danh hiệu này, Hải phải vượt qua rất nhiều thí sinh xuất sắc trong nước và quốc tế. Đó là phần thưởng cho nỗ lực tập luyện không mệt mỏi của Hải trong suốt 3 năm qua. Và cuối cùng là những khoảnh khắc đầy cảm xúc ở bộ môn hip hop. Trận chung kết giữa hai đội Funky Peak đến từ Hà Nội và PMP đến từ thành phố Hồ Chí Minh được xem là màn so tài ấn tượng nhất giải đấu. Cả hai đội đều có nền tảng kỹ thuật cũng như khả năng phối hợp nhóm tốt. Tuy nhiên, PMP đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc vượt qua đối thủ với vũ đạo đầy sáng tạo, cá tính của từng thành viên. Kết thúc giải thể thao giải trí quốc tế thành phố Hồ Chí Minh mở rộng X-Game 2013, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 7 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Cụ thể, parkour và hip hop, mỗi bộ môn, chủ nhà Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Beatbox giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Roller Sport giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Như vậy, giải thể thao giải trí thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tranh cúp Number One X-Game 2013 đã kết thúc trong sự hân hoan của hàng nghìn con tim.
Từ giải đấu này, những vận động viên thể thao giải trí trong nước đã có một sân chơi lành mạnh, bổ ích và được thể hiện cá tính tài năng của mình. Cũng từ đây, thể thao giải trí được nhiều người biết đến và sẽ phát triển hơn nữa trong một tương lai không xa. Tạm biệt X Games 2013, tạm biệt nơi hội tụ của những đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Chúng ta hãy cùng đón đợi một giải thể thao giải trí kế tiếp thành công rực rỡ hơn nữa. Năng lượng number one danh mới, cuốn trao sảng khoái, bật tung năng lượng. Cứ chơi thế này thì chán quá. Nước tăng lực number one chanh mới với Inositol, Taurin và Vitamin cho bạn cuốn trao sảng khoái, bật tung năng lượng cực đã. Tiếp thêm năng lượng để chiến thắng. Nước tăng lực number one chanh mới cuốn trao sảng khoái, bật tung năng lượng cực đã. Tăng lực number one chanh mới cuốn trao sảng khoái, bật tung năng lượng.